Em xin chào đến tất cả cô chú anh chị và các bạn. Sài Gòn hôm nay tối ngày 20, tối ngày 31 tháng 5 năm 2021, và chúng ta đang có mặt ở đây là khu vực đường Trần Hưng Đạo, quận 1. Bên cánh trái chúng ta đó là trường Tellerman, cũng là trường nữ sinh ngày xưa. Và phía sau ngôi trường đó là khu vực công viên 23 tháng 9, đường Phạm Ngũ Lão. Rồi phía sau có một cái rạp hát, mà ngày nay thì là nhà hàng quán cà phê, là như rạp Duyên Hồng. Và phía sau chúng ta đó là giao lộ Trần Hưng Đạo với lại Nguyễn Thái Học. Quẹo trái là mình sẽ đi về chợ Cầu Muối qua quận 4, đi qua cầu Ông Lãnh. Bên cánh phải anh chị và các bạn đây, đó chính là ngôi trường nam sinh ngày xưa, và ngày nay là trường Nguyễn Thái Học. Ở đây có một cái khách sạn rất là lớn, khách sạn Đại Nam. Nhưng mà ngày nay thì nhà hàng khách sạn nói chung là đã tê liệt trong hơn một năm qua rồi. Tình hình rất là khó khăn, và những cái ngành nghề thế này thì không biết đến bao giờ thì mới được hồi phục nữa. Tình hình dịch bệnh ở Sài Gòn nói chung là đang là diễn biến phức tạp. Người dân thì giãn cách, không có tụ tập. Hàng quán siêu thị thì hầu như là vắng que. Bên đây là trung tâm thương mại Nguyễn Kim nè, nơi bán lẻ các thiết bị trung tâm điện máy nè, tivi đầu đĩa, không có đầu đĩa, tivi rồi laptop, như là đồ gia dụng rồi rất là nhiều. Nhưng mà do là dịch bệnh nên người ta cũng bán giao hàng tận nhà luôn rồi. Ngày nay thì không có showroom, không có cần phải trưng bày gì hết, chỉ có cần trang web với lại cái mạng xã hội thôi, bán giao tận nhà thôi, chứ cũng không có phải đi tha hồ lựa mua sắm như ngày xưa. Ngày xưa tung tăng đi siêu thị, đi lựa chọn, nhưng mà bây giờ thì khác rồi. Các chị thấy đường phố ở quận 1 ngày hôm nay nó khác với những tháng về trước nè. Đường xá vắng tanh. Hôm nay tiếp tục chương trình đạp xe đạp đi tập thể dục vòng quanh ở gần nhà, thì sẵn tiện mua bánh tráng nướng với lại bánh tráng trộn cho nị với đồng nhỏ với hai đứa cháu. Nay tuần này thì anh chị hai ở chung cho nó nhà cửa, cho nó ấm cúng, cho nó đông vui, tại vì sau sự mất mát, sự ra đi của bà ngoại, bạn đồng nhỏ thì nhà cửa trở nên vắng hơn. Tuy rằng tuy là nhà nhỏ nhưng mà cũng cảm thấy cái sự trống vắng của nó cũng buồn. Dù sao thì cũng 35 TV cũng có khoảng thời gian nhiều ta, gần 10 năm ở với má, và cũng có rất nhiều tình cảm. Dù sao cũng cảm thấy hạnh phúc, má ra đi cũng thanh thản, bà ngoại để lại cho mạng xã hội cũng rất là nhiều video clip về Vũng Tàu, về chợ Cô Giang, rồi miền Tây, rồi rất là nhiều luôn. Cũng nhận lại rất nhiều tình cảm của cô chú anh chị, rất là nhiều người hỏi thăm, chia sẻ, động viên. Nhân đây em cũng xin cảm ơn thay mặt gia đình, cảm ơn đến toàn thể cô chú anh chị vì sự ra đi đột ngột của bà ngoại. Bà ngoại ra đi với căn bệnh huyết áp cao, và nói chung là nhiều nguyên nhân nên thành ra không có cứu chữa, không có chữa kịp thời, nên các bác sĩ cũng đành bó tay, và mình cũng phải chấp nhận. Dù đó
là sự thật. Đó, tiếng tiếng chuông đồng hồ chợ Bến Thành đó. À, bây giờ là 8 giờ đó ta. 8 giờ. Đó, mình đang đi ở đây là đường Hàm Nghi. À, thấy đường xá vắng tanh. Buồn lắm những hình ảnh này. Nhưng mà quay để cô chú anh chị và các bạn ở các tỉnh khác hoặc là ở các nước khác thì mình cũng thấy được cái tình hình Sài Gòn. Mặc dù những ca lây nhiễm ở ngoài cộng đồng ở Việt Nam cũng như ở Sài Gòn vẫn chưa có lớn bằng ở các nước khác, nhưng mà tại vì nước nghèo với lại cái điều kiện cũng không có bằng người khác, không bằng nước khác nên mình cũng lo ngại. Và đây là quán cà phê Highland với những hình ảnh ghế dựng ngược lên và chỉ bán mua về thôi, nhưng mà cũng không có ai mua. Một hệ thống rất là lớn và chi phí rất là cao. Một ngày không có doanh thu thì không biết phải làm sao. Ở trước mặt chúng ta đó là giao lộ Butter với lại Hàm Nghi. Ngày nay thì bán mặt hàng nào, ngành nghề nào thì cũng có sự ảnh hưởng. Như ngành vi tính thì hàng hóa đình trệ, không có hàng. Rồi khi mà có khách mua thì có khi là không có xe vận chuyển. Tại vì ngày nay có rất nhiều xe đang ở trong tình trạng là cách ly á, giãn cách á, họ không được phép chạy, nên có khi là họ nhiều khi nhiều nhà xe họ nghỉ á, họ sợ dịch họ nghỉ thời gian, nên thành ra có nhiều khách đặt hàng mà không có xe để gửi hàng, cũng như coi như không bán được. Hôm nay là ngày đầu tiên sau cái lệnh phong tỏa cũng như giãn cách, phong tỏa Gò Vấp cũng như là một cái phường ở quận 12 cũng như là giãn cách xã hội, thì quận Gò Vấp cũng đã tháo dỡ cái phong tỏa rồi, tháo dỡ sự cách ly rồi. Tại vì quận Gò Vấp là quận nối liền giữa các quận khác đi ngang qua quận Gò Vấp như là quận 12, Hóc Môn rồi đó. Thì cái quận Gò Vấp khi mà chặn lại thì xảy ra tình trạng là kẹt xe, ùn ứ giao thông rất là nhiều luôn, nên thành ra tháo dỡ. Và 50.000 hộ dân ở quận Gò Vấp được xét nghiệm Covid, và rất là vui khi mà cái số dương tính nó ít. Mừng hơn nữa là những các cậu ở dưới ngoại, cậu trong gia đình đó, là em của má, anh của má ở Gò Vấp đó, thì trong gia đình thì họ âm tính, không sao hết. Và đường Butter đi ra khu cầu móng này, các bạn thấy không? Vắng gần không thể tưởng. Mấy ngày này đi tản bộ vòng vòng mà cảm thấy sợ ma luôn á. Hầu như là ít ai đi ra đường lắm. Nhiều khi có công việc đi mua gì thì mới đi thôi, hoặc là đạp xe đi dạo, đi tập thể dục, chứ đâu có chỗ đâu mà vui chơi. Bên đây nè, vắng que. Mấy ngày nay thì người ta ở các quận, các siêu thị ở các quận thì hầu như là ai cũng đi, không phải ai cũng, mà là có nhiều người ta sợ đó, người ta đi mua đồ dự trữ rồi quá trời luôn. Siêu thị làm cho siêu thị quá tải. Nói chung năm rồi thì cũng có tình trạng này,
năm nay lại tiếp tục tình trạng này diễn ra khi mà người dân nghe những cái lệnh phong tỏa hay lệnh cách ly gì đó thì ai cũng lo sợ, tâm lý chung mà ai cũng lo sợ hết trơn á, nên người ta mua rồi nó để dành khi mà tình hình nguy hiểm họ không có đi ra đường, mình cũng không trách họ được. Người ta quẹo qua con đường Hồ Tùng Mậu ha, này tiệm bánh Như Lan. Ở quận 1 thì nói chung tình hình cũng tương đối là ổn, nên thành ra em còn đi lang thang, đi tập thể dục, đi dạo cùng cô chú anh chị. Nhưng mà khi mà hy vọng là nó đừng có số ca nhiễm đừng có tăng trưởng cao quá, tạm thời cỡ dậy rồi hạ xuống là được rồi, chứ kéo dài hoài cũng khổ, bán buôn không được. Như là chị hai thì cũng ảnh hưởng này, tại làm công việc về tiền tệ đó, thu tiền tệ, cầm tiền mặt, nhưng mà bây giờ dịch bệnh thì tạm thời ở nhà luôn, do là hạn chế tiếp xúc, bây giờ xài chuyển khoản thôi. Quẹo qua con đường Ngô Đức Kế với những hình ảnh nó khác với mọi khi nè. Mỗi khi thì ở đây đông lắm, bạn trẻ ngồi để uống cà phê rồi tán dóc. Nhưng mà bữa nay anh chị thấy những cái quán cà phê cũng như những cái tiệm bánh ở đây nó vắng lặng. Không biết cái chị bán bánh tráng trộn có bán không? Chị bán bánh tráng nướng có bán không? Đồng hay ăn của cái chị bán ở ngay chỗ này rồi, hình như nay chị ấy nghỉ rồi. Phố đi bộ thì được rào lại rồi. Không cho tụ tập ở đường đi bộ nè. Đem quay lại mua cái bánh tráng nướng của chị này. Rồi mình đi tiếp nha. Bánh tráng nướng chị Mập. Chị bán em một cái bánh tráng nướng chị. Nhiêu tiền hả chị? Có tóc, có ché, có chả, có trứng. Mà dịch bệnh bán buồn ha. Cái này là cái gì? Cái vàng vàng này là gì? Trứng muối. Của chị Mập là khác, chỗ khác là có trứng muối. Bánh tráng trộn như bán nhiêu phần? 20. Bán một phần ha. Đó, đem cốc về ép đi. Đây có bánh tráng trộn như là tré. Bánh tráng trộn, bánh tráng cuốn, bánh tráng chấm. Bánh tráng chấm. Chị bán buổi chiều không ạ? À? Buổi chiều tới tối hả? Còn vậy là nhiêu chị? 50. Chồng
có cây không để trồng trước đi. Không, không cây được không? Không cây đúng không? Rau răm xài này đúng không? Dạ đúng. À, món này nhìn chảy nước miếng luôn á trời. Nó cảm thấy nó chua chua. Ít cay thôi nha. Không, không có cay. Ít cay đúng không? Dạ. Mà cái nào là cay chị? Sa tế hả? À. À, mỗi lần ăn cái này nó hít hà và nó khoái. Nó là gì? Nước hả? Rất là chị. Cảm ơn chị. Rồi, thôi chúng ta đi về thôi. Ây da. À, đường xá vắng cái bằng vắng tanh như chùa Bà Đanh. Không biết tình hình ở các tỉnh khác hay là ở các đất nước khác là như thế nào ha. Ở Sài Gòn còn quải hơn ở dưới quê nữa, nhiều khi không có chỗ nào để đi hết trơn á. Ở Sài Gòn buổi chiều sau khi đi làm về thì chỉ có quán cà phê hoặc là quán nhậu hay là một cái nơi nào đó được ngồi nói chuyện với bạn bè. Nhưng mà mùa vắng này thì đóng cửa hết trơn rồi. Quẹo qua con đường Hồ Tùng Mậu nè. Con đường này rất là đông người đi bộ cũng như là rất là đông các bạn trẻ đi uống cà phê, nhưng mà ngày nay thì chúng ta thấy tình hình chung ha. Buổi tối mà đạp xe lòng vòng thích ghê, nhưng mà cảm giác nó không có vui tươi, cảnh vật nó không có vui tươi, nó vắng lặng. Mấy nay thì do là bận việc gia đình nên thành ra cũng không có đi đến những cái địa chỉ cũng như cái khu xóm mà anh chị yêu cầu, với lại tình hình nó đang dịch bệnh thế này nữa nè, em cũng ngại đi nữa. Mỗi ngày chỉ đi làm rồi tới công ty rồi đi về, rồi tối đạp xe đạp loanh quanh gần nhà thế này thôi à. Rồi quay chia sẻ cùng cô chú anh chị. Nói chung những video clip như thế này thì nó cũng chẳng có gì là sáng tạo nội dung cả. Nhưng mà quay phim thành một cái thói quen. Ghi hình lại rồi sau này khi mà lâu lâu buồn thì mở lại xem. Ngày này năm trước dịch bệnh thế này, giờ này thì cũng tăng, thì cũng cảm thấy hạnh phúc.
và được chia sẻ những hình ảnh ở ở nhà, ở quê nhà, ở ở Sài Gòn, để anh chị ngày xưa khi mà đã có dịp về Sài Gòn hoặc là có đến Sài Gòn thì mình cũng thấy được tình hình của Sài Gòn ngày hôm nay nó như thế nào. Đối với những anh chị và các bạn yêu Sài Gòn, yêu mảnh đất nơi mà chúng ta sinh ra và lớn lên, tỉnh Gia Định, Sài Gòn Gia Định. Ở Sài Gòn Gia Định, nói tới Gia Định thì sáng nay lục cái giấy tờ thấy chứng minh của má ngày xưa ở ở tỉnh Gia Định, làm nhớ đến những hình ảnh về Sài Gòn ngày xưa, khi mà xem những cái tư liệu, những cái thông tin về Sài Gòn Gia Định, Sài Gòn 300 năm. Ngày xưa là căn cước công dân, giấy căn cước chứ. Ngày nay rồi sau đó là giấy chứng minh, rồi bây giờ quay lại là căn cước. Đây là con đường Baxter, đi thẳng đến quận 3, đi về sân bay Tân Sơn Nhất luôn đó. Trước mặt chúng ta đó là giao lộ Lê Lợi với lại Baxter, nơi có kem Bạch Đằng, rồi ngày xưa là kem Mai Hương đó. Nhưng bây giờ là do dịch bệnh cũng đóng cửa luôn rồi. Kem thì mua về thì cũng khó, tại vì kem ly mà mua về thì nó chảy hết, cũng khó khăn. Còn siêu thị thì đóng cửa luôn, buồn ghê gớm, nỗi buồn không tên. Biết bao nhiêu con người làm việc ở đây và đang trong cái tình trạng thất nghiệp, nghỉ dịch. Mới khoảng hơn 8 giờ thôi mà Sài Gòn vắng vẻ thế này. Rồi, bạn này vô đèn đỏ luôn. Rồi, mình đi xe đạp rồi bạn còn vô đèn đỏ nữa. Và video clip ngày hôm nay đến đây xin được khép lại. Rất cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã quan tâm theo dõi và đồng hành cùng với Năm TV. Nhân đây em cũng xin kính chúc đến toàn thể cô chú anh chị lúc nào cũng an lành, hạnh phúc, gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Một lần nữa xin chân thành cảm tạ đến rất nhiều cô chú anh chị, tất cả cô chú anh chị đã gửi lời hỏi thăm gia đình cũng như chia sẻ đến của Năm TV. Và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại trong video clip tiếp theo vào ngày mai vào khung giờ 7 giờ sáng giờ Việt Nam nhé.